Em xin chào cả nhà mình nhé. Em là Duy Vũ ạ. Và hôm nay mời mọi người ngắm cái bông hoa bệt Candy Quốc. Đó, bông này thì bung ngày hôm qua và hôm nay là ngày thứ hai rồi. Rất là đẹp nha cả nhà. Thì hôm qua đã có một cái chậu nó bung hoa và phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Hoa nó nở lại và xuất sắc hơn cái này. Cái chậu hôm bữa em bán với giá là 23 triệu. Đó. Và cho cái khuôn hoa cực kỳ là xuất sắc. Đó. Còn hôm nay thì nó bung cái chậu này. Và bông này thì nó không có đẹp bằng bông hôm qua. Nhưng mà nó là cùng giống. Vì cái bệt thì tất nhiên mọi người biết rồi. Trồng dù có chung chung vàng, chung chậu, chung điều kiện đi. Thì nó nở ra những cái khuôn thì đôi lúc nó vặn vặn có đậm nhạt khác nhau nha. Thì hôm nay là cái bông Candy Quốc này nở. Đó, cái khuôn của nó là khuôn tim nha cả nhà. Bông đây thì hay còn gọi, một số anh em ở đây bán á, thì hay còn gọi là bệt ma bó khuôn tim. Đó, còn Candy Quốc là do cái tên người đặt sổ ra. Thì ở đây em có cái chậu này. Em bán hôm nay với cái giá là 20 triệu. 20 triệu cho chậu Candy Quốc này nha cả nhà. Thì em sẽ đo cái kích thước cho cả nhà cùng xem. Đối với cái mầm gốc thứ nhất này thì là được 6 cm nha cả nhà, 6 cm. Mầm gốc thứ hai là cái mầm bên này thì ướm ướm thì nó rơi vào tầm là 9 cm, 9 cm. Đó, trên đây còn có một cây dài tầm 3 cm nữa và đã ra rễ rồi. Và cái thân đang hoa này thì chúng ta có thể là kích ra cây nữa. Đó, thân đang hoa này thì nó dài được là 25 cm, 25 cm nha cả nhà. Và dưới đây có một số mắt nó đang sưng này. Thì chậu này ai làm kinh tế nó cũng rất là ok nha. Bệt Candy Quốc thì bữa nay nở lại phải nói là khuôn rất là xuất sắc, rất là đã luôn. Đó, đây là hoa. Như bông này nở thì nó cũng chưa phải là đạt đạt cho lắm, nhưng mà nói chung là cũng được. Cái môi nó còn hơi bị trắng, như bông hôm qua thì nó chỉ trắng một tí thôi và cánh nó dài hơn. Đó, thì là quy cách của chậu này là như vậy. Em bán với giá là 20 triệu. Ở đây thì có những cái cây Candy Quốc nữa. Thì ở đây hôm qua em đăng cái bài trên Facebook á, với lại Zalo, thì khách đã chốt cái cây ở giữa và cái cây thứ ba rồi. Bây giờ còn cái cây đầu ngọn. Thì cái cây này nó cũng khá là dài nha cả nhà. Thì em sẽ đặt vào đây. Nói chung là cây lực lắm. Em sẽ bán cây thôi chứ không có bán mắt ngủ của Candy Quốc. Thì em đo cái kích thước nó rơi vào là tầm cỡ 7-8 cm nha cả nhà. 7-8 cm gì đấy. Cho cái cây đầu ngọn này. Và giá em bán là 4 triệu 500 ngàn. Đó. Hai cái cây này thì đã bay rồi, bay theo khách rồi. Khách đã chuyển khoản để chốt hàng rồi. Thì bây giờ em còn cái cây đầu ngọn. Cái đầu ngọn là do khách hồi lại lên nên là nó còn. Chứ không thì tất cả đều hỏi đến cái cây đầu ngọn này. Đây cũng cây Candy Quốc luôn. Cắt từ vườn nhà chị Minh Ngọc á. Cây này thì đã chốt cho chú Út ở Sài Gòn rồi. Nên là giờ em không còn, chỉ còn duy nhất cái cây này 4 triệu năm. Nó to lực và dài. Đó, đang phát cây đầu ngọn. Rồi qua bên đây thì em có những cái cây gọi là cây siêu bệt, hay còn gọi là cây bệt quốc dân. Đó, ở đây chưa phân giá xong thì em sẽ vừa quay vừa phân giá luôn. Đấy, em chưa có dán. Cây bệt quốc dân này thì nở đi nở lại quá là nhiều lần rồi. Bên đây thì em còn đang còn một cái chậu đang nụ nữa. Thì để em qua em quay nhé. Bữa sau nó sẽ nở. Đây là cái giống tại vườn thì mọi người cứ yên tâm. Chậu đây thì sau cũng chờ cây luôn. Đây. Một chậu bệt quốc dân nha cả nhà. Trên này thì nó đang có ba cái cây nữa. Còn cái chậu bữa trước của các anh chị đây, một số anh chị chốt cái cây lúa non thì nó vẫn đang lớn từng ngày này. Chậu này bữa hôm hoa nở em ngặt
em cắt đi á. À, nên giờ em sẽ qua bên phía em sẽ quay và báo giá kỳ. Ở đây một số hoa trong vườn nở nhiều quá mà chưa có thời gian đăng lên các anh chị ơi. Em bán trước bệt. Rồi lô số 1. Ở đây kích thước thì nó na ná nhau nha cả nhà. Đó, từ to đến nhỏ như vậy. Thì em đo thử cái mẫu số 1 mọi người cùng nhìn này. Kích thước nó tương tự nhau á, nó chênh lệch nhau một tí thôi. Thì số 1 nó tầm là 5 cm, đo từ dưới gốc lên tới giữa cái lá ngọn. Đối với cái hàng kỳ á, thì sẽ đo cm theo từ dưới gốc lên giữa lá ngọn nha. Thì báo cái giá kỳ. Còn đối với cái hàng như những chồi gốc này hay là đo cm Phú Thọ thì là đo đến chỗ cái lá ngọn ngắn nhất như chỗ đây này. Đó, đo đến chỗ cái nách này chứ không đo lên. Còn đối với hàng kỳ thì mình có thể là mình đo, mình báo cm đến giữa cái lá ngọn cho nó. Vì hàng kỳ là những cái cây nó đang có phát, đang đẩy lên mà. Bộ số 1 này là cây bệt quốc dân số 1 giá là 4 triệu đồng. Đó, bệt quốc dân này thì cái tỷ lệ khuôn nó khá là ổn định. Có những hoa thì nở ra bệt toàn phần. Có những cây trồng cái khí hậu khác nhau thì nó bị trắng đầu lưỡi một tí. Lô số 2 là 3 triệu 900 nghìn. Lô số 3 cũng là 3 triệu 900. Lô số 4 này, giờ em dán tem vào luôn. Hồi nãy em quên chưa dán. Lô số 4 là cây này nhá. Giá cũng là 3 triệu 9 luôn. Vậy là bát ngát và siêu khỏe rồi. Hàng này mọi người đặt thì em ship nhanh cho mọi người luôn. Xóa bọc rêu vào. Lô số 5 cũng là 3 triệu 9 này. Đó, con này thì cái thân này nó rất là bự. Qua lô số 6 này. Đó, giờ dán tem vào. Con này thì cũng là 3 triệu 9. Con này thì cái thân này nó hơi bé nhá, nhưng mà cây thì nó hoàn toàn là rất là khỏe rồi. Lô số 7 là 3 triệu 8. Cái này nó hơi nhỏ tí. Đó, 3 triệu 8. Lô số đây là lô số 8 là 3 triệu 6. Đó. Lô số 9 cũng là 3 triệu 6 này. Đây nha cả nhà. Rồi lô số 10. Lô số 10 thì em sẽ không bán kèm theo mắt ngủ đâu nha. Em bán cái kỳ này thôi cũng là 3 triệu 6. Ở đây có hai cái mắt ngủ này thì giá là 1 triệu 2. Nói chung mắt ngủ này thì do nó dư ra nên là em sẽ cắt xuống cái kỳ. Còn không anh chị nào muốn thì em bán hai mắt giá là 1 triệu 2 cho các anh chị sưu tầm về thử loại ươm. Đó. Còn cái cây này em sẽ cắt riêng ra em bán. Thì nó là lô số 10, 3 triệu 600 nghìn. Đó là tổng thể lô hàng của ngày hôm nay nhé. Chỉ có bán bệt thôi. Đấy. Quay lại mặt hoa Candy Quốc. Môi tim. Hôm qua cái video đăng lên quay quá là đẹp đi. Mà hôm đó, hôm qua em bận đóng hàng. Hôm qua bận đóng tới là cả chục chậu bệt gửi đây á cả nhà. Nên là thành ra không có thời gian mà quay. Đóng không cái buổi sáng là đủ mắt. Đủ mắt cả buổi rồi. Đó, đến trưa là phải cũng chạy xô đồ các kiểu. Nên là thành ra là mình không kịp quay. Chứ hôm nay thì rảnh rỗi một tí thì mới quay được như thế này. Tí nữa em còn đi cắt cây HO rồi lấy mấy chậu bệt, chậu số hên về giao cho khách nữa.
Đó, tí nữa lên trên cái vườn trên đó cả nhà. Tí nữa thì hôm nay có cái bông bệt bệt tống chi nở lại. Chắc là mới hé thôi, chắc thì ngày mai nó mới bung. Ngày mai mới bung lụa được, thì lúc đó sẽ quay cây bệt tống chi cho cả nhà cùng xem cái mặt bông mới nha. À, có từ lâu rồi nhưng mà chắc cả nhà chưa quen với mặt bông đó, thì ngày mai em quay. Đó. Bây giờ thì em xin chào cả nhà mình nha.